Rồi, Sơn Hà có con chó mê rồi ha. Con chó thấy chưa chó hiền quá à. Nó hiền quá không? Dạ. Ừ. Chó thấy hiền queo à. Dạ nó đi, sợ. Còn sợ chưa có quen. Dạ. Nó giỡn với mấy con kia nó cắn nhau à. Bởi nó xưng cái mặt trường rụt dạ tôi mừng dữ không dạ mừng ngoại đâu mấy ba bốn bữa nay đâu cũng được ba bốn bữa nay đâu cũng được qua chừng đi hai năm về được một lần là được đi đá banh đó dịch về đó đang mốt cận nhà của nhà nước rồi đó chồng ví dụ. Rồi, Xuân Hà bye bye cô chú đi nè. Bye bye cô chú đi con. Bye bye. Xuân Hồng bye bye cô chú đi con. Bye bye cô chú. Bye Xuân Hà bye bye cô chú đi. Bye bye đi con. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye cô chú. Dạ, ấy nè.